Bà đi thật mà, bà đi được rồi gì, bà đi thật đấy. Bà đi được rồi, bà vậy. Thò tim. Lần này bà nói nhẹ hơn đấy chị nhỉ. Bà nói em thấy nghe rõ như bình thường luôn. Thế trước bà đang nằm đây em bóp. Cứ bật há mồm ra nhìn đi. Há mồm ra nhìn á? Hôm nay hỏi là bà tên gì? Bà Mày tên gì? Xong người ta hỏi nó, hỏi bà cái tên câu là gì? nói Bà là tên tròn tên là nó thôi. Nó hỏi xem mình nói có mèo không? Dạ. Làm Lần sao này bằng bà nói chuẩn chữ rồi đó? mẹ. Làm sao bằng Cho Google bà được nhỉ? đeo dép gì? Hả? Đi dép à? Dạ. Thôi đi không cho bà đi cho chuẩn. Dạ. Có trơn quá Bà đi không? trong nhà mà không? Dạ. Không bà xích ra. Đi vào kia. Dạ đúng rồi. Đấy. Đứng ở đây, 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 kéo quần ra cho đàng hoàng thế nào. Cơ quần à? Hoàng căng mèo. Ô Ít một đời. cười. Lần này thấy bà khỏe khoắn hơn nhiều. Đúng không? Là phải đi thôi. Đi đâu? Đi vào trong lấy Bữa cái trước là chị vừa nhắm vào chân bà vừa ấy nữa. Đấy, ơi giỏi quá bà. Bà đi rồi. Dạ. Thả tay bà đi đó. Dạ. Đây. Sao Đi không bị cà nhắc nhiều này bà. Đấy, rồi quay lại. Rồi, quay lại. Đúng rồi. Ở đây. Đây. Rồi quay ra rồi quay. Dạ. Buổi sáng là bà đi quanh sân phải không? Sáng tối đẹp gái quá Mỹ Linh tao ạ. bước đầu mà chụp mày bơ phờ lên không chạy đâu Thôi được rồi đấy bà à, ơi. cho Ơi con rồi, được rồi, cảm ơn bà nhá. Không muốn quay dài thì chiều lên. Chiều bà lại tập tiếp hả? Chiều bà đi tiếp mát hả? bà tập Dạ. mát đầu bơ phờ Đẹp bà, đẹp lão lắm, không sợ nữa. nở bước vào lại hoa cười không ai cười đâu mà nhé quất nhé nhu nhé quất